ở đây 10 người là hình như 9 người có nhà rồi, có nhà có nói chung vật chất đầy đủ, nhưng mà nó xa qua hay là nó bồn qua, nó không có bằng, nó quá nhỏ. Nhưng mà được con cái giờ nó thì nó có mở một cái casino lớn lắm, 7 phút thôi, bây giờ 7 phút mo thì đi ra trước cửa mình 3 phút thôi, đi bộ thôi. Tâm à, lúc mình mới qua đây thời gian đầu khó khăn không anh Tâm? Ồ, thời gian đầu cũng hơi khó khăn à, tại vì mình mới qua, thứ nhất là cái ngôn ngữ, thứ hai nữa là công ăn việc làm của mình á, là nó mới qua thì chân ướt chân giáo. Mình đi vô cái hãng làm thịt bò đó, rồi mình làm ngày 8 tiếng, mà thời điểm đó năm 95 mình qua là mình vô xì tạc thì khoảng 5,5 đồng thôi. Hàm mạch này nếu mà đúng của nó là cũng phải, nếu mà chính xác cũng phải 1,2, 1,3 là loại này. Tổng cộng anh bao nhiêu đôi rồi, tính ra tổng cộng thôi bao nhiêu đôi, trời, giống như cái tiệm giày vậy trời. Chắc cũng bộn bộn, nói chung cũng 110 mấy đôi với còn Trời hoài nữa ơi, đó, một đó nhiêu một trăm trăm mười mấy đôi một trăm mười mấy đôi giày đó. nha, mà Cái này là tùy theo cái quần áo để cho nó hợp thời trang ngay chút xíu. Nói chung cái công sức của mình bỏ ra thì bây giờ mình hưởng thụ thôi, chứ mình Đây là cái nhà anh Tâm này đó. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ về những cái cuộc sống bên Mỹ này ha. Đó, đây quay sơ sơ cái nhà anh Tâm này đó, ở thành phố Grand Island luôn nha, cách Omaha 2 tiếng. Đây, đó, nhà nào cũng có một những cái gara đậu xe ha, rộng rãi. Đây là hàng xóm ha, hàng xóm nhà anh Tâm đây. Đó. Thì những cái thành phố này là mình hay nói là thành phố nó hơi nhỏ so với giống như Omaha mình sống. Cuộc sống ở đây khá là yên tĩnh nha. Đó. Thì qua bên Mỹ này á, ở những cái thành phố nhỏ như vậy nè ha, nhà không nhiều chứ cũng cỡ là 200, trăm mấy 200 đó. Ai cũng có một cái giấc mơ Mỹ đây, là tùy theo cái nơi mình sống thôi ha. Nếu mà ở Cali hay những cái vùng mà nhà đắt đỏ thì nó hơi khó, còn đối với những thành phố nhỏ như vậy rất là dễ nha. Công ăn việc làm ổn định là mình có được những cái nhà như vậy rồi ha. Đây, đây chủ nhà đây, anh Tâm đây là ở Grand Island là có đó. Hôm nay là có nhà ấy chia sẻ về cuộc sống của bên Mỹ này đây đó. Cảm ơn Tâm nha. Rồi đây đó, đi làm chứ cũng nhiệt tình về để giúp anh em chia sẻ cuộc sống bên Mỹ đây đó. Rồi ok, rồi mình vô trong chút xíu. Đó, trên trước tại đang là sửa nhà đó, lỡ cỡ mà bị mùa đông rồi không có dắt giữa đồ nó bị sợ bể nước á, rồi cho nên tùm lum tùm lại hết. Không sao, thì mình mùa đông mình làm chưa xong rồi phải để vậy thôi chứ đâu có làm được. Đây là để mà sửa chữa rồi, chừng cây cảnh bông qua chứ không gì hết trơn á. Cỡ 2 tháng nữa thì mới đẹp, mới vào khuôn khổ, còn cái mùa này thì nó lạnh quá rồi không biết. Đang đi làm đây, thấy có mình xuống đây để chia sẻ anh Tâm đi về để chia sẻ đây đó. Đây là cái bé Bi nè, đó bé Bi anh Tâm nè, này đó cưng dữ lắm đây. Đó, bên đây là những người Việt mình qua bên đây làm ăn, là ví dụ như xe hơi hay là cái đồ đó đó ha. Bên Việt Nam mà thì mình nói là ví dụ như là phải đại gia đại đồ, bên đây nè, đây anh em mình làm là đó đó, sắm xe đây đó. Này, xe này thì khỏi cần quảng cáo rồi đúng không? Ok, rồi cảm ơn anh Tâm nha. Anh mình làm tiệm này gần đây không? Hả? Tiệm mình gần đây hả? Còn này đóng để sửa xe rồi. À, cái gara để sửa xe để Để sửa xe rồi, để bà mùa hè rồi. Anh Tâm ở đây lâu chưa ta? Qua năm 95. 95 hả? Ở đây luôn á hả? Ở đây luôn một chỗ một thôi. Lúc trước thì mới qua thì mướn nhà ở đằng kia được 2 năm rồi mua cái nhà bên đây. Mua nhà kế cặp hàng rào bên đây là năm 97. Rồi còn cái này ở với ông già bà già là kế bên. Rồi qua bên đây mới thấy cái nhà này nó bán rẻ, bán có 65 ngàn thôi. Ôi rẻ vậy, nhà này đẹp mà. Mà bây giờ chứ đụng vô cũng cỡ phu xi măng cũng cỡ 200 200 mấy à. Ôi vậy á, ô quà quá lời ha, mua hai cha mua cái nhà này coi như nhà thứ hai. Nhà thứ 60 hai. mà bây giờ ba lên được 200 rồi. Thời gian này cũng bao nhiêu năm mình mua, bao nhiêu năm rồi? Mua 2007. Mua 2007 mình bỏ vô
làm phua bê xi măng rồi đổ xi măng này cũng được cả 20.000 nữa. Thì cái nhà nó lên coi như là 80 mình mà 60 sửa 20 là 80 mà giờ lên được 200, quá ngon ha lời ha. Tại phua bê xi măng có phòng ngủ, phòng tắm đầy đủ hết. Đây đó, cái nhà đây mình đang chia sẻ đây đó. Thì kế bên là cũng nhà của ảnh luôn. Bây giờ mình có mấy căn rồi? Được vòng vòng đây thì nói chung thì chia mấy anh em hùng với nhau thì chia nhau thì sống được vài căn đó. Vài căn hả? Ôi cha trời ơi. Đây là cái nhà kế bên đây là cũng ảnh cũng mua luôn rồi. Mua nhà đó là 597. Nhà này 597 là mua 72.000. Coi như 95 qua 97 là mua nhà rồi đó. 2 năm. 5 người làm. 5 người làm. Rồi mua được cái nhà đó là 597 là mua 72.000. Đó. Rồi ở chung 5 người rồi bắt đầu xong rồi thấy nó cũng có dư chút đỉnh với cặp ở đây nó bán rẻ quá, nó bán là 65.000. Đó về cái mình mua mình đại tu rồi hai chồng dọn qua đây ở để bà già với mấy đứa em. Rồi ở thời gian mình mua cái nhà kia nữa. Một cái nữa. Ô cha, vậy là cái khu này anh bao hết rồi đúng không? Hàng xóm là anh Tâm bao hết rồi đúng không? Thời điểm mà cỡ 597 thì cái khu vực này là khoảng 80.000 đổ lại thôi. Nhưng mà mấy cái khu đó giờ phải trên 250. Đó mấy cái nhà đó trên 250. Còn cái nhà này hồi đó là mình mua 72.000 thôi. Thời điểm đó đó nha. Đó cái nhà đó là 3116. Là thời điểm 597 thì khoảng 80.000 đổ lại thôi. Bây giờ được nhiêu rồi? Mà phô bê xi măng khoảng cả 250. Ui wow, quá lời ha, mua 97 là 70 mấy ngàn, 80 ngàn giờ 250. Còn mà mấy cái khu đó rồi, cái khu đó là phải trên 250 hết á. Bên giải mới nói là khu 250. Rồi nhà này cũng có 250, anh nói 200 mấy mà đúng không? Nếu mà dọn dẹp sơn phết là lợi á thì có giá nó còn mấy, mình có 220 là mình bán liền luôn. Ok. Đó là vậy. Quá ngon rồi. Nó nhỏ. Nhưng mà cái khu này nó hơn cái là nó gần mo đó, nó đang phát triển với nhà băng trường học. Có trường học đó. Chừng khoảng mình ra khoảng 5 phút thôi, mình đi bộ đi lại đó. Còn cái mo thì đây chừng 3 phút đó, nó đang mở đó. Thì anh Tâm à, lúc mình mới qua đây thời gian đầu khó khăn không anh Tâm? Ồ, thời gian đầu cũng hơi khó khăn anh. Tại vì mình mới qua, thứ nhất là cái ngôn ngữ, thứ hai nữa là công ăn việc làm của mình á. Là nó mới qua thì chương ước chương giáo mình đi vô cái hãng làm thịt bò đó. Rồi mình làm ngày 8 tiếng. Mà thời điểm đó năm 95 mình qua là mình vô xì tạc thì khoảng 5.5 thôi. Trời ơi vậy hả? Nhưng mà hiện bây giờ á, hiện bây giờ nó đang phát triển đó, là nhận vô mà cái chốc thường á là phải 18 đồng. Còn kế nữa là khoảng 22. Còn nếu mình làm chất lai mà mình làm về hơi nặng chút xíu đó là khoảng từ 27 28 đồng. Mà bây giờ cái overtime nó nhiều lắm. Nói chung ở đây thì nhà thì nó thật sự như mà nói thì nó cũng nó thua mấy tiểu bang khác nhiều lắm, nó nhỏ. Nhưng mà cái nhà này anh biết rồi, bên Cali nhà anh như này thì cũng phải 5-700. Tại vì nếu mà cái nhà nói tới Cali thì nhắc cái nhà này cũng phải 5-700 hơn, có thể bạc triệu á. Có đi Cali rồi, mấy cái nhà của mình mấy người bạn đó thì 500.000 nó tí xíu. Đúng rồi. Không có sang được sang vườn gì đúng đâu. Đúng rồi. Vậy. Ok rồi, anh giống như anh nói anh qua đây 595 là bắt đầu lương mình làm có 5 đồng mấy? 5 đồng 75 cent. Vậy là mua cái nhà 70 mấy ngàn cũng income cũng hơi phải nhiều người mới đủ nha. Tới 5 người, mình làm một tuần là khoảng đầu người là lãnh được 200 mấy, là dữ lắm đó, tham đó. Nhưng mà 5 người làm, điểm tháng mình được cũng được 1.000 mấy, 1.300, 1.400. Nhưng mà anh ở đây 30 năm rồi hả? Tính ra 29 năm rồi đó. Sao mà thấy khi đi du lịch những cái thành phố khác là mình có thích mình tính đổi về những thành phố khác lớn hơn không? Nói chung cũng muốn lắm, đi cũng đi nhiều chỗ như là Florida, Texas rồi đi Cali, đi nói chung nhiều lắm. Nhưng mà thật sự mà nói ở đây á, nó nhỏ nhưng mà cái thu nhập nó cao. Thứ nhất, thứ hai nữa là mình thấy ở đây nó cái thời gian á, cái thời gian mình đi làm ra 5 phút 7 phút à. Trong hãng thịt cũng vậy mà, làm nay cũng vậy, vòng đây có 5 phút. Còn mình qua bên đó bất cứ cái gì cũng phải nửa tiếng. Mình đi vẫn về nội tiền xăng không rồi mình thấy nó hơi ấy chút xe. Bên đây là đây vào trong nhà của anh Tâm đây nha. Đó, đây là cái khu nhà bếp đây ha, đó. Đây là khu đây đó. Cái này là tự làm. Và bên trong nhà anh Tâm là giống như anh nói, anh là sửa sang, ảnh là mọi thứ anh tự sửa chữa hết. Thì nhờ mà cái đầu tư thêm cho nó cái giá trị nhà nó lên khá là cao ha. Mua thì lúc đó anh mua thời gian anh mua năm mấy? Mua 2008. 2008 mua 60 đầu tư 65 ngàn.
đầu tư thêm 20.000 tiền sửa chữa, và bây giờ nhà lên được tới 250, coi như lời 100 mấy chục ngàn, nghe đã không? Lên cỡ nếu mà đúng thì tại mấy con bạn mua cái khu sau này, khu này 16, khu 7, 18 thì nó mua cả 200.000 rồi, mà chưa có cái gì hết, chưa có basement gì hết, nhưng mà nhà ở đây thì đã có basement, phòng ngủ, phòng tắm, rồi có bếp luôn, nó dập đi thấy là toàn bộ để dưới hết luôn, cái cũng ok lắm. Rồi. Thì ta tính ra cuộc sống ở dưới ta, thành phố Grand Island này cũng ok ha. Ok dân ở đây thì nói chung thì làm mà đó sau khi về đó là ăn nhậu rồi đi làm nữa những cái ngành này thì nói chung ăn như buôn gia là nhậu buôn gia. Anh Tâm mình ở đâu ta, ở Việt Nam ở đâu ta? Ở bên Sài Gòn. Sài Gòn. Ở bên quận 7. Quận 7, ok. Quận... Rồi đó những anh em nào nhận ra đây là đây bạn nhậu chiến hữu đi nhậu đây là đó. Ở bên Việt Nam là cái biệt danh đó hồi xưa lái xe ben là tên Tâm Vùi. Hồi xưa có một vụ bự mà phá thôi. Thì cảm ơn anh Tâm nha, mình chúng mỗi tuần mình để có mình chia sẻ cho cái cuộc sống bên Mỹ này, đặc biệt có rất là nhiều người vẫn còn tin rằng bên Mỹ này cuộc sống khó khăn, không nhà không cửa, thực sự không phải gì đâu. Đây là một trong những anh chị em điển hình chia sẻ về cái cuộc sống bên Mỹ nha. Thật sự mà nói tiểu bang này nó nhỏ thiệt, nhưng mà cái khả năng mình so đo với nhau, mình đi nhiều tiểu bang ở đây 10 người là hình như 9 người có nhà rồi, có nhà, có nói chung vật chất đầy đủ, nhưng mà nó xa qua hay là nó bồn qua, nó không có bằng, nó quá nhỏ, nhưng mà được con cái giờ nó có mở một cái casino lớn lắm, 7 phút thôi, 7 phút, mo thì đi ra trước cửa mình 3 phút thôi, coi như là cũng bây giờ chuẩn bị có chỗ ăn chơi đúng không? Đúng rồi. Trước đó thì hơi buồn, bây giờ là có chỗ ăn như chơi đúng không? Có thôi chứ không có sử dụng nhiều, tại vì dân đây dân làm ăn. Đó, đây đó, không khí trong nhà, trong gia đình đây, ok. Thì cảm ơn anh Tâm rất là nhiều. Đó. Còn đây, ở trên đây được 3 phòng. Thì nhà ở bên Mỹ này đó, nhìn nhỏ nhìn lớn gì nó cũng có 3 phòng, phải đầy đủ tiện nghi ha. Chưa có sửa soạn. Mấy đó. Nó cũng phải có đầy đủ tiện nghi, máy lạnh, máy sưởi đó. Thì nó đại khái là này gom này đồ mua sao, sao để dưới đây sao. Cái này là đồ mùa hè. Mà mùa đông mình bỏ vô mình lấy mùa hè mà. Đó là vậy. Ok. Rồi, cảm ơn anh Tâm rất nhiều. Còn trên đây cũng mới làm. Đây cũng ok lắm. Nói chung nó nhỏ, nó gọn, tại vì có hai vợ chồng, hai đứa con. Ngủ 3 phòng trên đây là đủ rồi. Còn dưới thì có thời gian làm, thời gian ăn nhậu mà được rồi, quan trọng là chính đó. Nhưng mà ở đây là ăn nhậu là kể như là vài chục người, vài chục người không á. Rồi, ơi. Vậy thành phố này Việt Nam nhiều không anh Tâm? Cũng nhiều thì không có nhiều, nhưng mà được ăn nhậu là nói chung là có nhiều là đầy đủ. Gồm alo là đủ hết đúng không? Alo đủ gần. Rồi. Ở đây thì ăn nhậu vòng vòng khu này nhiều dữ lắm đó, là cần 6 phút trở lại thôi. Tại nguyên mấy cái này hàng sớm hết rồi. Cần Việt Nam mình cũng như bao hết cái khu này rồi gì nữa. Rồi bên đây là buôn nha nhậu, buôn nha nhậu, nhậu đó. Lúc này nói chung là còn hơi lạnh thì còn hơi nhậu trong nhà, nhưng mà cái mùa hè thì nhậu quần sáng nhiều đó, là đủ chỗ hết trơn á. Còn đây là mới làm, đang đập máy ở dưới đây rồi. Là nhà bên Mỹ này lúc nào cũng có những cái này để mà chú mùa giống như bị lóc bị sói. Nước nóng này bữa nó nằm ngay đây nó còn cái dấu đó, mình tháo ra rồi làm cái sinh rửa mặt để ăn nhậu cho khách nó rửa tay đồ này nọ tiểu tiện rồi cho nó khỏe. Làm đây chỉ làm được cái tủ đồ này này nhà đứa bạn nó đóng. Ôi cha, quần áo bên Mỹ này đó, bên này là cứ vậy đi ăn mua sắm shopping thôi. Mình đi làm cái ngành này thì mỗi ngày mình phải thay đổi bộ chút cho đẹp phải không? Mình làm đẹp đúng không? Đó. Rồi giày dép, ôi cha, giày khỏi thôi, nói luôn. Thôi giày thì cũng thay đổi một bữa một đôi đó. Đó, đây là giày là thấy rồi, giày đó. Đó là chơi là hiệu không đó, hiệu đó. Hiệu boss nè đó. Đây. Đó, ui cha. Cái này là của mình không? Đó, của mình đó, trời ơi. Đó, ui trời ơi. Đó. Mà giày phải giày thường đâu nha. Đó vậy hiểu không đó? Đó. Nói chung là mang được thì mình xài đó, một mình anh Tâm là đó, giày này của ảnh không đó. Mấy đó. Mấy đôi này thì hiện bây giờ nói chung cũng 8-900. Đó, ui trời ơi. Đó. Còn nếu mà mấy đôi LV này thì bạc ngàn không? Đó. Này không mệt rồi LV. Nói chung là có tên tuổi cái nào mình mua cái đó. Trời, đây nè. Đó. Đây. Đó. Còn mấy đôi này thì đắt tiền, mấy đôi này mới luôn. Gucci. Còn mấy đôi này là mới tinh luôn mua. Hôm mệt này nhiêu đây? Hôm mệt này nếu mà đúng của nó là cũng phải, nếu mà chính xác cũng phải 1.000-2.300. Này. Tổng cộng anh mấy nhiêu đôi rồi, tính ra tổng cộng thôi, mấy nhiêu đôi trời, giống như cái tiệm giày vậy trời. Chắc cũng bộn, nói chung cũng 110 mấy đôi với còn vài nữa. Trời ơi, một nhiêu.
110 mấy đôi. 110 mấy đôi giày nha. Đó. Mà giày là giống như anh nói là cái hiệu này không là cũng 8 cũng phải là phải, chính xác là phải 900. 900 nè. Cái đôi này thì nó mắc 1000 mấy. 1000 mấy đôi nè. Ngàn mấy, còn mấy như là mấy đôi LV, mấy Gucci nè, LV rồi. Nói chung không phải là mình phe mà mình làm mệt để mình hưởng thụ. Mình hưởng thụ, mình mua để mình có động lực để mình đi làm. Này khách nó cho tiền vậy. Coi như một mình anh 100 mấy đôi. Ờ. Trời ơi, coi như là 100 mấy ngàn đó, một đôi cứ tính 1000 chúng mình đó. Không có, có mấy cái đôi này thì không có, gọi chừng khoảng 100 mấy thôi. Này mấy đôi vị xe xì này đắt giá nè. Này là mắc đắt giá. Này nhiêu đây? Đôi này chắc cỡ khoảng 1100, 1200. Trời ơi. Rồi, rồi cảm ơn anh Tâm. Không phải là mình phe nhưng mà cái công sức của mình bỏ ra thì bây giờ mình lấy đó để làm động lực để mình đi làm thôi. Ok, đó, thì... wow, cái lần này lần đầu tiên mình có thấy cái vụ này nha. Có nhiều người sở thích nhưng mà cái sở thích này hơi lạ đó. Cái này là của anh Only luôn, nghe không? Còn của ba xã thì riêng. Ô trời. Mấy đầu này mới đắt tiền nè. Đó, nhiều đó, cái đó. Mấy đầu này nhiều tiền. Nói chung nhiều lắm. Rồi, ok, cảm ơn anh Tâm, cái này quá là thú vị. Tay. Đồ của ảnh luôn á hả? Của này một mình hả? Đó một mình ảnh đó nha, cái chứ không phải là chị, chị chắc phải giữ hơn nữa. Một sào này mình khao thử là phải 110 mấy cái. Trời ơi. Bởi vậy bên Mỹ này đó cứ đi làm cực thì ai nói cực thì cực chứ còn mua sắm. Đúng là nó cái thời gian nó không có nhiều. Nó không phải như bên Việt Nam mà sáng uống cà phê, giờ tình tan đi làm, mà trưa nhậu miếng ngủ rồi chiều đi làm 4 giờ về. Bên đây nói chung có thời gian á là mình đi làm, mình anh này có vợ lần đầu tiên mình cũng có chia sẻ nhiều người mà anh này có bộ có ăn chơi dữ rồi nha. Đó, giày dép mà 100 mấy đôi là quần áo cha quá trời đây, ui trời ơi. Đó, còn này là phòng karaoke đang dọn ấy, đi gom cho bên hậu với mình mặc qua rồi. Đây là những cái đồ mà ảnh giống như mình nói đó, quần áo anh sắm giày dép nhiều thì cái này quá tải. Quá đó, bây giờ gom lại làm gì? Làm cho những nay 2-3 tuần là cho 10 mấy bao giờ anh cho. Đó. Mà quần áo này rất là tốt nha, chỉ vấn đề là nhiều quá không cho chỗ chứa nữa, thành thử là mình phải cho những cái hội người người ta giặt giũ lại người ta bán. Này, đó. Một cụm này cho 10 đôi mà cũng vợ còn đó. Cho 10 đôi thôi mà cũng vợ nè. Đó, giày dép nè. Đó. Đó này của vợ không? Đồ hiệu không á, đồ đó trời ơi đó. Nè, đây lấy thử mấy cái đôi ra rồi nha. Đó. Đồ này cũng đắt tiền không nhưng mà đó là cứ như nhiều quá không chỗ chứa. Đó, chứa về mình phải thanh toán đi. Cho mấy anh chị mới qua đó, đó. Có cái này nữa rồi đó. Đó, ui trời. Nhưng mà mình cho người ta mình dẫn trước cái nào xài được cho, không phải đem vô quýt wheel cho. Để mỗi người nhiều khi cái quan niệm á, đồ cũ người ta hơi ngại. Thì mình cũng nói trước cho người ta. Đây nha, đó, những cái đồ la lăn lóc đây á, là để gom lại cho những cái người cái chợ mà nó gom đồ cũ nó bán đó, đó thì đây cái bằng từ thiện thôi đó, đó. Sắm đồ nhiều quá không chỗ chứa, bây giờ phải gửi đi cho những cái hội đó để mà người ta bán kiếm lấy tiền là giúp những người nghèo. Lúc trước thì cho Việt Nam nhiều nhưng mà cũng có người ta hơi nhạy cảm, có những cái lời á thì giờ mình cho Lào với Thái Lan đóng container gửi về bên đó với cho chùa. Rồi anh Tâm này quá ơi cha. Rồi còn bên đây. Nói chung mình chia sẻ ví dụ cái hoàn cảnh của mình hồi xưa mình không có thời gian mình lấy, còn cái này là cái phòng ngủ cho khách ví dụ anh em ăn nhậu xa rồi đó tại mới làm đó, còn này mặc đồ mùa hè nè mình cái này mới đóng thôi chưa có làm cửa đó nè, này cũng của mình luôn ôi trời rồi, ơi đó, hồi nãy một kệ bên kia là đồ cho mùa đông, này là đồ mùa hè tay ngắn nha. Đó, hỏi chứ sắm đồ kiểu này mà không phải tẩu tán thì chỗ đâu mà chứa cho hết. Không, cũng còn mới, còn những cái mà mới nằm trong bọc chưa có mặc nữa đó. Ôi cha. Đó, thấy không nè. Ôi wow. Nó mặc đi làm. Cái nào đi làm ra đi làm, cái nào ra đi chơi. Cái khu ngoài kia là khu mặc đi làm, còn khu này thì nó hơi có chút xíu thì mình mặc đi chơi được. Ok. Đó rồi mình cái không gian là nằm đây để cho khách thôi. Nhưng mà bữa nào nhậu xỉn quá, không có khách thì mình chui đây mình nằm. Nhậu xỉn quá sợ làm phiền tới gia đình đó, con cái đó. Còn ở đây còn cái không gian đây mấy trời ơi còn nhiều như vậy đó. Cái này phải đọc nè. Cái này là trời ơi. Đó, nón, bóp, ví, dây nịt. Anh thấy là 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 42 thôi. 42 bèo. Còn bên kia nữa. Đó, đó ôi cha dây nịt không nè. Nè. Dây nịt nè, nói chung lùa thon, lùa chì. Ôi cha. Thôi đủ loại hết. Rồi đó là không qua những nịt không nón luôn nè, nón cũng phải đi đó, theo cái đó nữa nè. Đó nè, thấy không nè, còn chưa có ấy nữa không, chưa đục lỗ luôn nè ha.
Trời ơi. Nói chung loại nào có anh em ôm còn nón nè. À. Nón này nói còn cái kia còn 6 7 tụng nữa mà nhiêu đây nè. À. Điểm wow. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 cũng 40 cái trong đây. Cái này là nón nè. Cái này với nịt nè. Đó, hồi nãy bên kia là một tủ áo ha, tủ giày. Ui cha, anh này anh mở một cái tiệm là anh bán là nếu mà cái sạp tập cái sạp quần áo là được rồi đó. Trời ơi. Cái này là tùy theo cái quần áo để cho nó hợp thời trang nay chút xíu. Nói chung cái công sức của mình bỏ ra thì bây giờ mình hưởng thụ chứ mình không có kiểu mình lấy. Nhưng mà cái đó là mình đi làm, mình cực khổ thì mình lấy đồng tiền đó thì khách nó cho đó thì mình sắm sửa ngày tí thì cái thời gian nó dài. Quá nhiều luôn, anh này quá không có tí nữa, quá nhiều rồi. Ôi cha. Đây cảm ơn anh Tâm nha. Anh này là sau khi coi cái kênh là đã đồng ý chia sẻ về cuộc sống ở Mỹ thì lần đầu tiên xuống cái thành phố này.